Nguyện biết khắp tất cả Pháp giới, nguyện vào khắp tất cả biển Pháp giới, nguyện ở nơi tất cả cõi Phật, hết kiếp thủa vị lai, tu Bồ Tát hạnh, nguyện hết kiếp thủa vị lai, chẳng xả bỏ tất cả Bồ Tát hạnh, nguyện được gần gũi tất cả như lai, nguyện được hầu hạ tất cả bạn lành, nguyện được cúng dường tất cả chư Phật, nguyện ở trong niệm niệm tu bổ tát hạnh tăng trưởng nhất thiết trí không có gián đoạn phát biển nguyện nhiều như số hạt bụi mười cõi phật như vậy thành tựu hết thảy đại nguyện phổ hiền bấy giờ đức như lai đó lại vì vương nữ khai thị diễn nói căn lành tích tụ tu diệu hạnh đắc được đại quả từ khi phát tâm từ đó đến nay khiến cho vương nữ khai ngộ thành tựu hết thảy biển nguyện của như lai một lòng hướng về bậc nhất thiết trí thiện nam tử lại ở trước đó trải qua 10 đại kiếp có thế giới tên là nhật luân quang ma ni đức phật hiệu là nhân đà la tràng diệu tướng người nữ diệu nhãn đó ở trong di pháp của đức như lai đó bồ tát phổ hiền khuyên cô ta tu bổ tượng phật hư hoại trên tòa sen khi tu bổ rồi lại còn sơn vẽ sơn vẽ rồi lại còn trang nghiêm châu báu phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề Thiện nam tử, ta nhớ quá khứ, do nhờ thiện tri thức Bồ Tát Phổ Hiền mà gieo trồng xuống căn lành này, từ đó đến nay chẳng đoạn vào đường ác, thường được sinh vào trong tất cả dòng dõi vua chúa trên trời và nhân gian, đoan tránh xinh đẹp các tướng viên mãn khiến cho mọi người ưa nhìn, thường được gặp Phật, thường được gần gũi Bồ Tát Phổ Hiền cho đến nay, chỉ đạo khai ngộ thành thục cho ta, khiến cho ta sinh hoan hỷ. Thiện Nam Tử, ý ông thế nào? Lúc bấy giờ, vị chuyển luân Thánh Vương tỳ lô giá na tạng rượu bảo hoa kế. Đâu phải là người nào khác, nay chính là Bồ Tát Di Lặc Vị vương nữ viên mãn diện tức là vị dạ thần tịch tĩnh âm hải ở cách đây không xa, vị đồng nữ diệu đức nhãn thủa đó tức là thân ta vậy lúc đó ta làm thân đồng nữ Bồ Tát phổ hiền khuyên ta tu bổ tượng Phật ngồi trên tòa sen dùng làm nhân duyên vô thượng bồ đề khiến cho ta phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề lúc đó ta bắt đầu phát tâm sau đó lại dẫn dắt khiến cho ta được thấy Đức Phật diệu Đức Tràng ta cởi chuỗi ngọc trên thân giải lên cúng dường Đức Phật thấy thần lực của Đức Phật nghe Đức Phật thuyết pháp lập tức đắc được môn giải thoát Bồ Tát khắp hiện tất cả thế gian điều phục chúng sinh ở trong niệm niệm thấy các đức Phật nhiều như số hạt bụi núi tu di cũng thấy đạo tràng chúng hội cõi nước thanh tịnh của các đức Phật đó ta đều tôn trọng cung kính cúng dường lắng nghe thuyết pháp y giáo phụng hành